quý khách hàng của các bạn đã trở lại với cái kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay trong chuyên mục xe tải cũ, mình muốn mang đến cho anh em quý khách hàng cùng các bạn một em xe tải với thương hiệu của nó là Zac, đến từ Trung Quốc. Một cái thương hiệu đến Việt Nam cũng rất là lâu rồi, và những dòng xe tải của Zac ngày càng khẳng định là độ bền, ổn định và giá cũng gọi là phải chăng. Thì ngày hôm nay mình lại có một em sản xuất 2017, xe tải cũ nha. Đó, niên hạn sử dụng nó đến 2042, phiên bản thùng mui bạc. Và chiều dài thùng của nó là 3m720, tải trọng là 2,4 tấn và khối lượng toàn bộ của nó là 4,95 vô hình phố được. Muốn mang đến cho anh em quý khách hàng cùng các bạn với mức giá là 225 triệu có thương lượng. Cho anh em có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình nha. Sản xuất 2017. Đó, cầu rất là lớn, khung ngầm cũng rất là cao, cầm tải cũng rất là ok. Và thùng đây là thùng mui bạc tiêu chuẩn bình thường thôi, lớp ngoài nóc lớp trong cho lên kẽm sàn sắt thôi. Nói chung là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, không có cái gì đặc biệt nha. Đó, một chiếc xe tải đến từ thương hiệu Zac với chiều ngang của cái thùng là 1m750 và chiều cao là 1m770 và chiều cao của cái bửng á là 750mm nha. Đó, ba ghế ba chỗ ngồi. Nói chung là một chiếc xe tải Zac với thương hiệu của nó là 2,4 tấn vô hình phố thùng ngắn. Đó, thì độ bền nó cũng rất là ok đó nè. Đó, kính thì kính quay tay thôi, không có cái gì đặc biệt. Vô lăng thì cũng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, xe có máy lạnh theo xe luôn, 5 số tiến và 1 số lùi. Đó, nói chung là trang bị cũng rất là đầy đủ về cái tính năng giải trí cho cái dòng xe tải. Và xe thì máy móc còn rất là zin, rất là ok, rất là tuyệt vời. Đó, nội thất cũng rất là chỉnh chu. Đấy, xe thì đi được 50 mấy nghìn km nha anh em, 50 đó, đi cũng rất là ít, 53 nghìn, 3 năm rồi đi như vậy thì cũng gọi là ít. Đó, một chiếc xe tải mà mình cảm thấy rất là ổn định, rất là tuyệt vời để anh em đầu tư khởi nghiệp, giá rẻ và chất lượng thì nó cũng ổn định. Phụ tùng thay thế của xe tải Zac có khắp mọi nơi nha anh em, tại vì nhà máy là tại Việt Nam mà, có nhà máy Zac tại Việt Nam nên anh em cứ hoàn toàn yên tâm về cái phần mà chất lượng cũng như là phụ tùng thay thế với cái dòng xe tải cũ như thế này. Đó, thì máy móc đây, máy mình chiếu cho anh em nghe, máy dầu rất là im, 2,7 lít, dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất của nó là 68 kW tại vòng tua 3600 nha anh em. Nó cũng rất là tuyệt vời, máy rất là khỏe mà máy này còn zin và còn rất là im. Động cơ của Zac mà mình cảm giác im như Isuzu ấy. Xe cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh em. Đó, một chiếc xe tải đến từ thương hiệu Zac Trung Quốc mà độ bền thì nó cũng tương đối và chất lượng nó cũng tương đối. Đó, giá cả nó cũng rất là hợp lý cho anh em đầu tư kinh doanh khởi nghiệp với giá rẻ khoảng cỡ 225 triệu anh em có thể đầu tư một con xe tải như thế này. Giá cả cũng có thể thương lượng một chút xíu cho anh em về độc lá là mang cho nó may mắn nha. Thì anh em đến đây để trải nghiệm cái dòng xe bên mình, động cơ đến từ thương hiệu của Zac, rất là đẹp, động cơ rất là đẹp luôn anh em. Đấy, động cơ còn zin và rất là đẹp. Đó, nếu anh em thích cái dòng xe này, liên hệ trực tiếp với mình số điện thoại 0937965342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho anh em cái dòng xe này. Zac, cụm đèn pha halogen rất là siêu sáng, đầu cabin tròn, xe thì cũng còn đăng kiểm nè, đăng kiểm tới tháng 10 năm 2021 luôn. Đăng kiểm rất là dài cho anh em, xe này anh em chỉ mua về và chạy thôi. Thùng mưa bạc mà ở 5 bửng, thùng tiêu chuẩn bình thường thôi. Nói chung xe cũng còn rất là đẹp luôn anh em. Đấy, động cơ rất là im. Nếu anh em thích dòng xe cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đó, bên mình chuyên kinh doanh mua bán cái dòng xe tải cũ cũng như là xe tải mới. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video giới thiệu về cái dòng xe tiếp theo của bên mình.